Do không đủ vốn tối thiểu để thành lập và duy trì kinh doanh vận chuyển hàng không, nên Bộ Tài chính đã bác bỏ đề xuất cấp phép cho hãng hàng không lưỡng dụng ngôi sao Việt Vietstar Airlines. Theo Nghị định 30 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển đường hàng không và hoạt động hàng không chung, vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không và duy trì kinh doanh vận chuyển hàng không có khai thác đến 10 máy bay là 700 tỷ đồng. Nhưng theo báo cáo tài chính, cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, vốn chủ sở hữu của Vietstar Airlines mới chỉ đạt 652,7 tỷ đồng. Do đó, Bộ Tài chính khẳng định Vietstar Airlines chưa đủ cơ sở để cấp phép hoạt động vận chuyển hàng không và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 30.